Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền và Món Ăn Gia Đình Việt Nam. Hôm nay Huyền có làm bộ ăn vặt miền Tây, mọi người hãy cùng ăn với Huyền nha. Đầu tiên Huyền sẽ ăn súp cua nha mọi người, thèm dữ lắm rồi mọi người ơi. Huyền sẽ cho giấm vô, này là giấm đen để ăn với súp cua. Wow, mọi người nhìn súp cua của Huyền nè, có ai bị kích thích không? Chị Mưa này mà ăn súp cua này là bá cháy bò chét đó mọi người. Dạ, thì mời cô chú anh chị cũng ăn súp cua với Huyền nha. Súp cua ở đây thì mềm mềm, ngọt ngọt, hòa quyện trứng cút và cua nữa, khá là tươi, ngon lắm mọi người. Đầu tiên Huyền sẽ ăn trứng mắc thảo trước nha. Nếu mà trứng mắc thảo mà ăn một mình á thì nó hơi khó ăn, mà ăn chung cua thì ngon lắm mọi người. Hôm nay Huyền uống sâm nữa nha, Huyền thích uống sâm lắm mọi người. Đây Huyền ăn chân gà, này là chân gà ngâm với lại sả tắc và rau tiến vua. Chân gà thì giòn giòn, ăn ngấm gia vị ngon. Súp cua có nấm đông cô nè, nấm bào ngư cùng cua, ăn thích lắm mọi người. Cua ở đây thì cô làm thịt rất là tươi. Huyền mua hôm nay Huyền chờ ghé lên chợ Thủ Dầu Một Huyền mua mọi người. Huyền ăn tới tiếp theo là ốc heo nha. Ồ, ốc heo mình phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nó như đứa nít vậy đó mọi người. Mạnh tay một chút xíu là nó tè lè luôn. Ốc heo này mà cho nít ăn nó bổ tốt lắm mọi người, hoặc là những người mà bị yếu mới bệnh dậy, suy nhược cơ thể, ăn cũng mau bình phục lắm. Nhìn ten 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 ten, mọi người thấy gì không ạ? Nước cốt dừa đó, món này là đặc sản của miền Tây đó mọi người, chuối hấp nước cốt dừa. Còn món tuổi thơ của Huyền là khoai mì nước cốt dừa, Huyền ghiền ăn cực đã luôn. Hồi nhỏ Huyền thích ăn khoai mì á, mà nghiền ra như vậy nè, xong rồi ăn với nước cốt dừa như vậy lắm, ăn đã. Nước cốt dừa thì phải béo, ăn nó mới thích. Món này thì là món của đặc sản Củ Chi á mọi người, còn chuối hấp nước cốt dừa thì là đặc sản của miền Tây. 500 anh em miền Tây cho Huyền một cái cánh tay đi, để Huyền thấy là Huyền không bị cô đơn khi ăn. Huyền mời 500 anh em Củ Chi cũng ăn khoai mì nước cốt dừa với Huyền nha. Cái này ở khu vực bên Củ Chi người ta bán rất là nhiều, nhưng hôm nay Huyền gặp ở bên chợ Thủ Dầu Một có bán thì là Huyền ghé qua Huyền mua luôn. Chú đó ngồi chú ấy hả say, Huyền thấy hì hục, Huyền thấy thương quá, hay là Huyền ghé vô Huyền mua. Nhìn nè, rất là ngon. Nước cốt dừa thì bùi 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 béo béo cùng với lại khoai mì mềm mềm hòa quyện với lại hả đậu phộng, ăn bùi bùi, ăn thích lắm mọi người. Ăn ngon phê, béo luôn tận não luôn mọi người. Cùng với mỡ hành ăn thơm lừng một cõi luôn mọi người. Theo đó là Huyền sẽ ăn tới
chuối nướng nước cốt dừa nha. Em lấy cho mọi người coi nha. Có ai cùng team chuối hấp nước cốt dừa chung với Huyền không ạ? Chuối hấp nước cốt dừa này á thì chuối ăn nó mềm mềm ngọt ngọt hòa quyện vậy với nước cốt dừa béo béo. Nếu mọi người có đi qua chợ Thủ Dầu Một á, mọi người thấy ngay đằng bên tay trái của chợ cái đường chỗ ngã ba, mọi người ghé mua ủng hộ cho mình cô chú nha, ăn thích lắm. Súp cua này Huyền cũng hả mua ở Thủ Dầu Một luôn nè, Huyền mua ở tiệm cô Hạnh. Theo Huyền sẽ ăn tới trứng bắc thảo tiếp nha mọi người. Mùi đặc trưng của trứng thảo nó hơi hắc mọi người ơi, mà ăn chung với lại súp cua có nhiều nguyên liệu hả thảo dược ở trong đó bị ăn thích. Mọi người ăn không được cái mắc thảo thì sẽ thấy là khó ăn, nhưng mà nếu như người ăn được á thì không thấy rất là ngon. Nhà Huyền á, cái nhà bên cạnh này là họ còn đang xây á mọi người, bởi vậy họ đang xây nhà bởi hơi ồn, có gì cô chú anh chị thông cảm giùm Huyền nha. Ở bên chỗ mọi người có mưa không, bên nhà Huyền mưa cả buổi sáng luôn. Ngày xưa Sài Gòn chỉ có hai mùa thôi, mùa mưa và mùa nắng. Bây giờ Sài Gòn cũng lắm mùa hết trơn, lẫn lộn hết trơn. Cái đầu tiếng dừa này nè mọi người, giòn quá à. Ăn ngâm với lại chân gà ăn rất là thích. Này là củ dừa ăn ngon, thấm chua chua ngọt ngọt. Mình ăn sáng luôn đó mọi người. Bây giờ hả hôm nay vì đi làm về sớm nên là 3 giờ mình quay luôn. Ngày mưa này đi chở hàng cực lắm mọi người. Thứ nhất là đường thì trơn trượt khó đi. Thứ hai nữa là hả khách hàng những ngày này họ khó tính hơn những ngày thường, vì mình giao á cũng chậm trễ hơn nên là họ cũng khó chịu hơn. Nhưng mà cuộc sống mà mọi người thì cũng phải có ngày nắng có ngày mưa, nên là đôi lúc á chúng ta nếu như mà có nhận hoặc là có chuyển hàng đi hoặc có chút xíu gì đó gọi là chậm trễ thì Huyền cũng kính mong quý khách hàng anh chị cô bác thông cảm giùm Huyền nha. Thì bản thân Huyền thì Huyền cũng muốn chạy nhanh đưa cho mọi người lắm, nhưng mà đường thì nó không cho phép, nên là kính mong quý anh chị cô bác có thể thông cảm giùm Huyền. Đi chạy hàng thì có ai mà muốn chậm trễ đâu mọi người, nhưng đôi lúc có những anh chị cô bác khách hàng hơi khó tính nên là hơi khó khăn một chút làm công việc gì cũng vậy mọi người. Thôi thì mình cứ thương yêu nhau một chút, mình bao dung cho nhau một chút để cho cuộc sống này nó nhẹ nhàng hơn. Chứ cuộc sống nó đã khó khăn rồi, bây giờ mình còn khó khăn với nhau nữa thì nó khó sống lắm. Chân gà giòn lắm mọi người,
Trứng gà này Hiền cũng mua của cái chị ở trên online. Hôm nào đó Hiền sẽ chia sẻ công ngâm chân gà với mọi người nha. Cái Huyền về ăn là rau tiếng vua mà giòn thật sự luôn. Huyền sẽ ăn thử cái ớt này nha mọi người. Huyền biết trước là nó sẽ cay dữ lắm. Thôi, tới nhỏ rồi. Huyền biết trước là nó sẽ cay dữ lắm. Huyền vẫn ăn thử nha mọi người. Cái đó người ta gọi là ngoan cố. Cay cũng hơi cay nhưng mà có vẻ như là nay Huyền chịu được mọi người. Sẽ ăn tiếp tới mì nha. Huyền cũng đã quất hết 4 muỗng heo cùng với 2 trứng hộp dịch thảo rồi đó mọi người. Ăn quá trời ăn luôn. Bởi vậy hỏi làm sao biết không ốm nổi, cứ nói giảm cân không à mọi người ơi, chứ mày giảm đâu có nổi đâu. Đôi đũa vàng trong làng ẩm thực mà sao giảm cân nổi. Ốc heo béo quá, béo tới tận nóc luôn. Mình cũng bắt đầu thấy no đó mọi người. Video của Huyền đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như cô chú anh chị có yêu thương Huyền, hãy cho Huyền xin một nút đăng ký, một nút like và một nút chia sẻ nha. Trong video nếu như Huyền có chỗ nào chưa hoàn chỉnh, mọi người hãy comment ở bên dưới để Huyền có thể chỉnh sửa nha. Dạ, Huyền xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào video vào ngày mai. Xin chào tạm biệt.